trung bình lúc mình vẽ tranh. Phác thảo cái gì đó rất nhạt. Mấy tranh vẽ kiểu này thường chỉ có một điều cản này thôi. Chuẩn bị tô màu, pha màu đồ các thứ, bày ra nhiều lắm. Giấy này trơn với hơi nhanh khô với mình. Lúc nào đang vẽ cũng có bè kiến ghé qua. Tô tô bóng các kiểu, giấy này sẽ có viền nếu pha màu loạn nhé. Vùng nào sáng thì mình tô chỗ đó trước. Lúc tô những mảng cần chuyển màu thì mình sẽ dùng tầm 2 đến 3 cọ. Giấy khô nhanh nên phải nhanh tay lẹ chân mà tô. Mấy đoạn loang hai màu như này thì phải tập trung lắm không là màu khô mất. Nguyên tuần này mình gần như chỉ chơi với marker, tô màu nước giờ hơi nản. Lúc phác chì nhạt quá bây giờ không thấy đường tỉa. Bật chế độ tỉa tâm linh, thấy chỗ nào thì tô chỗ đó. Thường thì quen tay cầm một cây cân nguyên tranh cho tiện. Tỉa tỉa lại lần hai và lần nét. Giấy này tô màu thì trong mà khô xong súng tôn thật. Cuối cùng chấm trắng cho mắt là xong rồi.